Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ninh Quán vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang qua 98 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trân trọng những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ người làm báo đi trước để góp phần cùng dân tộc Việt Nam viết nên những trang sử hào hùng oanh liệt. Tại đây, huyện Ninh Quán cũng đã thông qua tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Nam Đông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã có những thông tin về ngành, chia sẻ một số kinh nghiệm đối với người làm báo và có những định hướng cho đội ngũ biên tập, phóng viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện. Đài Ninh Quán là một trong những đài là rất là tích cực, và nỗ lực trong cái việc thực hiện tin bài ở địa phương để cộng tác với đài tỉnh, và chúng tôi đánh giá rất là cao các cái tác phẩm của đài truyền thanh huyện gửi lên đài tỉnh. Quan trọng là chủ yếu là vẫn là đề tài, phát hiện đề tài và thực hiện đề tài. Đó là một trong những vấn đề quan trọng của người làm báo, người cầm bút, người gửi phim. Cho nên thì rất mong các anh chị sẽ tiếp tục phát huy thêm các cái thành tựu mà đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Quán, các ban ngành đoàn thể đã gửi lời chúc mừng, trao tặng những lẵng hoa tươi thắm đến cán bộ viên chức tại trung tâm. Lãnh đạo huyện Ninh Quán cũng đã trao tặng hoa và quà tri ân đến các đơn vị báo chí. Dịp này, các cán bộ viên chức đạt thành tích vì sự nghiệp báo chí đã được Ủy ban nhân dân huyện tuyên dương khen thưởng.